sĩ rất là đẹp. À, người nghệ sĩ rất đẹp đó hả chị? Người nghệ sĩ đó rất là đẹp. Cao không? Anh này á là chồng của cái cô nghệ sĩ đó. Dễ thương, đẹp lắm. Mà cổ đẹp hay là ảnh đẹp? Cao, cô đó. Cổ đẹp luôn. Cái cô đó cao mà cổ đẹp lắm. Cổ cao luôn hả? Như quạo. Trời ơi. Vậy bây giờ mày rước anh ra. Rước anh ra. Anh em chịu mày mở của anh. Ừ. Thôi anh ra mới giới thiệu về vợ của anh. Thì vợ anh đẹp xuất sắc. Dạ. Cao. Xin mời người đàn ông của một người nghệ sĩ đẹp xuất sắc xuất hiện. Tôi là Hoài Phương, ca nhạc sĩ và chắc là cũng có nhiều quý vị biết rồi, tôi là chồng của nghệ sĩ Thao, đẹp, trẻ. Đi vô anh em đi vô. Tự nhiên bữa nay chương trình dành cho gia đình gì đó. Không, không, người ta ra người ta tôn vinh lẫn nhau. Không có đúng sự thật đúng không? Tùy cùng. Mà quý vị có thấy không? Chồng em là uống sữa, nước cam buổi sáng. Còn chị Hiền Hương cũng rập ơi. Anh ấy buổi sáng chọn một chiếc áo con luôn. Còn chị Hương chọn một chiếc áo con cọp. Hai vợ chồng này sao nói giống là đảo lộn càng khôn vậy đó. Hồi sáng mặt chưa tâm thượng mất cười. Mặt chưa tâm thượng, ủa sao tự nhiên mình chọn áo cọp cho cái ông chọn áo mưa. Thế là anh hiểu tại sao chồng phải thèm vợ đẹp rồi đó. Ta sợ bị vợ quạo. Còn ta sợ vợ quạo mà. Anh, bữa nay là khi mà đến tham gia chương trình này á, là anh phải thực hiện sắc này kia ha. Rồi nếu như bữa nay mà chị Hương chỉ đồng hành cùng với ba khách mời chứ chạy theo cái cũ anh này kia, rồi anh nghĩ sao? Có sợ ta nói là mình tiên kỳ hay gì không? Không, tại vì chắc chắn là anh sẽ không được. Trời ơi, không cần chịu cái gì. Chưa chơi thể thao mà là giáo viên nữa. Cho nên là anh có thể cái thuyết phục được những người xung quanh hỗ trợ. Đặc biệt là có mấy chị gái nữ rồi gì lâu lâu dễ thương lắm. Lâu lâu chạy với Diệp Phương cái đó vậy nè. Cô Diệp Phương chụp chụp con với anh rồi Phương tấm hình. Sau khi cô Diệp Phương muốn chụp tấm hình cái cô Diệp Phương tự động nó bụng nè. Đó là tao con mày. Đó là tao con mày. Cô gì cô mà chụp hình cho anh Hoài Phương đó, cho nên là nhưng mà ở ngoài quý vị có thấy gì Phương giàu hơn Phương nhiều không ạ? Có mình đại nghĩa còn cờ. Thật ra là anh Phương lớn hơn cái nhà Hoài Phương lớn hơn gì Phương 5 tuổi mà mọi người cứ nói là Hương già mà buồn lắm. Phải coi lại nhan sắc một con sao đúng không? Chứ anh lớn hơn chị tới 5 tuổi mà ai cũng tưởng chị già anh trơn à. Chắc em cũng già vậy á. Dạ, đúng rồi.